Xin chào tất cả các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: chị ơi, em đã nghe qua nhiều video của chị làm sao để trở thành người phụ nữ bản lĩnh, nhưng hiện tại và bây giờ em cảm thấy em không làm được chị ạ. Em và anh ấy quen nhau được 7 tháng. Khi quen nhau, anh ấy rất chiều chuộng em, đưa em đi du lịch, em muốn gì được nấy. Giận nhau không quá 3 ngày là anh ấy luôn là người chủ động làm lành. Anh ấy từng nói là em không phải là người đầu tiên, nhưng sẽ là người cuối cùng của anh ấy. Em hạnh phúc lắm chị ạ. Em và anh ấy cũng đã ra mắt hai bên gia đình, nhưng gần đây anh ấy gặp vấn đề khó khăn trong công việc và xung đột với gia đình. Anh ấy bỏ nhà đi, dọn ra ở chung với em. Lúc đó em thấy anh ấy vẫn như thường ngày, vẫn còn vui vẻ. Nhưng sau này, do tranh cãi, gay gắt, em có nói là em chán như vậy rồi. Anh ấy dọn đồ đi chị ạ, nhưng anh ấy không về nhà. Em rất buồn, do em nóng giận, mất kiểm chế nên em mới nói như vậy. Em cũng có xin lỗi anh ấy và kêu anh ấy quay về. Em hứa sẽ sửa đổi. Anh ấy về với em thật nhưng không mang theo đồ. Ở với em được 3 ngày thì anh ấy nói với em là đang mắc nợ, muốn dọn ra ngoài ở với bạn và đi làm. Lúc đó em không chấp nhận được chị ạ. Em nói là anh đừng đi, anh có thể làm và ở với em. Nhưng anh ấy không chịu, nhất quyết đi và nói lâu lâu sẽ xuống em. Em cũng có xem video phải làm gì khi người yêu gặp khó khăn của chị. Em cũng đã làm theo, nhưng em lo và nhớ anh ấy rất nhiều chị ạ. Một tuần nay anh ấy nói chuyện lạnh nhạt hờ hững với em lắm, nhưng em đều bỏ qua. Anh ấy nói bây giờ chỉ muốn ở một mình, không muốn gặp ai. Bây giờ em không biết phải làm sao chị ạ. Mong chị đọc được và cho em lời khuyên. Em chúc chị luôn xinh đẹp và hạnh phúc ạ. Em thân mến, có thể em đã xem những cái video của chị, và đặc biệt là em có xem cái video phải làm gì khi người yêu của mình gặp khó khăn trong cuộc sống ấy. Thế nhưng ở trong cái câu chuyện của em thì nó đặc biệt hơn một chút. Bởi vì mặc dù là người yêu của mình gặp khó khăn, lạnh nhạt với mình, nó là một chuyện rất bình thường. Thế nhưng ở em thì cái người đàn ông này, người ta thể hiện rõ ràng rằng người ta không hề trân trọng em. Người ta thích thì đến với em, người ta thích thì đi với em. Đây không phải là lúc em ứng dụng cái việc làm gì khi mà người đàn ông của mình gặp khó khăn trong công việc, mà là bây giờ em phải ứng dụng cái điều gì. Ứng dụng cái video nói về một cô gái có giá trị là như thế nào. Giá trị của một người con gái phải được thể hiện trong tình yêu ra sao. Người đàn ông này thích thì đến với em. Đó, như em nói đấy, đi chán thì đi, về được 3 ngày rồi lại đi, rồi nói là lâu lâu lại xuống em. Để làm gì? Để lợi dụng em à? Đúng không? Hay lúc nào có nhu cầu được yêu thương thì đến với em, chán xả láng rồi xong rồi bước đi? Không. Đừng bao giờ biến mình thành một cái chợ nhá. Đừng bao giờ biến mình thành một cái chợ để người ta thích đến thì đến, thích đi thì đi như thế này em ạ. Bởi vì chị sẽ sẵn sàng để cho em ứng dụng những cái điều mà em cần phải làm khi mà người yêu của em gặp khó khăn trong cuộc sống. Thế nhưng người đàn ông đấy phải có đầy đủ sự tôn trọng đối với em. Còn đây là em đang bị người đàn ông này lợi dụng rồi. Chị sẽ phân tích tâm lý của người đàn ông này cho em hiểu. Thứ nhất, anh này ở bên em ấy thì có những cảm giác ngột ngạt khó chịu, không được vui, cảm thấy không được tự do, không được thoải mái. Rồi những cái cảm xúc tiêu cực của em, anh ta không muốn chấp nhận cái sự tiêu cực đấy. Đến một thời gian ở bên em, người ta nhận ra điều đấy và rồi người ta đi. Người ta đi để tìm sự tự do và thoải mái của người ta. Nhưng được một thời gian lại nhớ đến em, lại muốn có nhu cầu, vẫn muốn được yêu thương cơ. Thế lại quay lại với em, quay lại với em tận hưởng cái thứ anh ấy muốn có, anh ấy đạt được rồi. Thì rồi anh ấy lại đi. Và bởi vì anh muốn có được cái sự thân mật với em, có được một cái người yêu để giải quyết cho anh những nhu cầu mà anh ấy muốn. Nhưng mà về cơ bản thì anh không muốn gò bó cuộc đời của mình. Anh chỉ muốn là lúc nào mình thích thì mình đến với cô ấy thôi. Còn lúc nào mình muốn có không gian của mình lại đi. Thì vô hình chung em biến mình thành một cái chợ. Anh thích đến thì đến, thích gì đi. Em không biến mình trở thành một cô gái có giá trị. Anh ta lợi dụng được em nhưng anh ta không trân trọng em. Đúng không? Bởi vì anh ta hoàn toàn cho mình được cái quyền là mình thích đến thì đến. Cô ấy vẫn đón nhận mình, vẫn yêu mình, lúc nào cũng ở đấy chờ mình. Còn lúc nào mình sướng lên mình cứ đi. Mình cứ đi, mình sống một cuộc sống tự do mà mình mong muốn. Mà cái cuộc sống tự do đấy có người khác hay không, em còn không có biết nữa cơ. Đúng không? Thế đây là một sự xúc phạm đối với em. Đừng bao giờ để người đàn ông đối xử với mình như thế. Lúc nào có nhu cầu thì đến, đến xong chán thì đi. Không, em ạ. Muốn yêu em phải có sự cam kết, muốn yêu em phải có sự nghiêm túc, muốn yêu em phải có sự chân thành. Tất cả những cái điều này nó mới khiến cho em có giá trị. Còn bây giờ em đang biến mình trở thành một cô gái rẻ tiền. Không phải là vì chị nói là em không có giá trị nhá, mà vì em thể hiện cho người đàn ông, người ta có cảm nhận như thế.
thấp giá trị của mình cái chỗ gì. Lúc nào anh cần thì anh đến chỗ em. Em lúc nào cũng chào đón anh hết. Thậm chí là anh không đến em còn níu kéo anh, em còn nhắn tin, em còn nhớ anh, em còn lo cho anh rất là nhiều. Trong khi anh chẳng trân trọng em gì cả. Em nên nhớ là em lo cho người đàn ông, em yêu người đàn ông thì cũng phải xem là người ta đối xử với em như thế nào. Người ta có xứng đáng có được sự lo lắng và nhớ nhung của em hay không? Người ta chỉ chơi bời với em thôi mà em lại phải lo lắng và nhớ nhung người ta à? Không. Em ạ, em nói rằng em đã từng hạnh phúc như thế nào, chị không có phủ nhận rằng lúc đấy là bọn em chân thành với nhau. Bởi vì bọn em mới yêu nhau, bọn em có những cảm xúc nó tích cực dành cho nhau, nó nồng nhiệt. Thì cuối cùng anh ấy nói những câu ngọt ngào. Ví dụ như là, à em không phải là người đầu tiên nhưng sẽ là người cuối cùng, em rất hạnh phúc. Nhưng mà chị nói với em một điều này, câu nói của người đàn ông nó chỉ có giá trị tại thời điểm nói nhá, rồi nó sẽ hết hạn sử dụng. Chỉ có giá trị tại thời điểm nói thôi. Chỉ lúc đấy cảm xúc thăng hoa người ta nói ra câu đấy. Còn cùng với thời gian người ta chán em thì câu nói đấy không còn đúng nữa rồi. Chứ không phải mình cứ vin vào cái quá khứ mình đã từng hạnh phúc, anh ấy đã từng nói câu đấy thì câu đấy luôn đúng. Không, nó chỉ đúng tại thời điểm nói câu đấy thôi. Mình phải nhớ và mình phải thực tế là như thế. Mình ứng xử sai, mình ứng xử kém cuốn hút, mình không thể được giá trị của mình thì rồi người ta sẽ hạ thấp mình, người ta sẽ rời bỏ mình, người ta coi thường mình là chuyện bình thường thôi. Chứ không phải là em đã từng được người ta coi trọng thì người ta sẽ mãi mãi coi trọng em, mặc dù bất kể ứng xử của em như thế nào. Em phải hiểu điều đấy. Bây giờ em phải thể hiện giá trị của mình ở cái chỗ là em không cho phép người đàn ông thích thì đến, không thích thì đi. Mà đã yêu em là phải cam kết, mà không cam kết thì thôi, bước vào khỏi cuộc đời em đi. Chứ nếu không thì cái vòng luẩn quẩn này nó cứ mãi mãi. Bởi vì người đàn ông, em cho người đàn ông người ta thấy rằng mình thích thì đến, cô ấy lúc nào cũng ở đấy chờ mình. Cô ấy chẳng có ai khác ngoài mình hết. Mình không phải trân trọng cô ấy, bởi vì cô ấy có đòi hỏi sự trân trọng từ mình đâu. Mình đối xử với cô ấy thế nào cô ấy cũng níu kéo mình à. Vậy thì người ta làm gì phải nỗ lực, đúng không? Chẳng phải nỗ lực làm gì để có được trái tim của em, chẳng phải nỗ lực làm gì để có được sự trân trọng và sự tôn trọng từ em hết. Bởi vì lúc nào em cũng nghĩ là em yêu người ta, em nhớ người ta lắm mà. Ở mối quan hệ này, đừng bao giờ để người đàn ông lợi dụng mình. Bây giờ việc của em cần làm là dừng cái sự níu kéo đối với người đàn ông này lại. Vì em không nhìn thấy đầy đủ cái sự trân trọng của anh ta dành cho em. Và em phải biết rằng em có đủ giá trị để xứng đáng với một người đàn ông. Một khi đã bước đến cuộc đời em là người ta muốn gắn bó trong một mối quan hệ lâu dài, có nghiêm túc với em và muốn xây dựng một cái gia đình, hướng tới một cái gia đình trong tương lai, một cái tương lai có hai em mà họ phấn đấu vì nhau và em sẽ cùng bàn luận với nhau để trong tương lai em sẽ làm gì, anh ấy sẽ làm gì, chúng ta sẽ cùng xây đắp một gia đình hạnh phúc như thế nào. Em xứng đáng với một người đàn ông người ta sẽ kế hoạch với em như thế. Còn người đàn ông này không có nhá, không chỉ thiếu cái sự tôn trọng đối với em mà quá thiếu bản lĩnh cho cuộc sống nữa cơ. Đấy, cãi nhau với bố mẹ một cái chuyển ra ngoài ở với em, cãi nhau với em cái chuyển ra ngoài ở với bạn bè. Ô, cái bản lĩnh của người đàn ông ở đâu, đúng không? Từ những cái điều đấy em có thể nhìn ra một người đàn ông rồi. Cho nên tất cả những điều đấy xảy ra nó phải khiến em cân nhắc lại xem người đàn ông này có nên là người mà mình yêu và gắn bó hay không, chứ không phải cứ mù quáng mà níu kéo. Cái cảm xúc của em bây giờ em không cần biết anh tốt hay xấu, em chỉ cần biết được rằng em đang mất anh và em phải giữ. Em cứ giữ cái đã, còn tốt xấu hay không em tính sau, em cứ giữ cái đã. Thì đấy là cái phản ứng của em bây giờ. Em bây giờ đã không có sự nghiêm túc từ người đàn ông, không có sự trân trọng từ người đàn ông. Và em phải đòi lại cái quyền đấy một khi em trao tình cảm cho ai đấy. Đừng bao giờ cho anh ấy thấy rằng à anh cứ thoải mái để rời bỏ em đi, thoải mái để lạnh nhạt với em đi và rồi lúc nào anh quay lại em vẫn luôn ở đây, em vẫn luôn ở đây và luôn nhiệt tình với anh. Không, đừng biến mình thành miếng bánh miễn phí như thế. Lúc nào người ta đói khát quá, người ta không có cái gì ăn, người ta mới chạy đến đây để ăn cái miếng bánh miễn phí đấy. Thì đừng, em không phải là hạ thấp giá trị của mình như thế nhá. Phải biết rằng mình là một cô gái có giá trị, ai đến với cuộc đời mình phải có sự trân trọng. Đây mình chưa nhìn thấy. Thì bây giờ cắt đứt với cái anh này đi, hãy coi như cái mối tình này kết thúc. Chị biết là em đang sợ mất người ta đúng không? Sợ mất người ta thì em phải biết rằng không có người ta mình vẫn sống tốt. Và mình chỉ sợ mất một người mà còn thương mình, còn yêu mình, còn trân trọng mình, còn vì mình mà hy sinh, vì mình mà phấn đấu. Lúc đấy thì mình mới tiếc, mình mới sợ. Chứ mình không tiếc gì và không sợ mất gì. Một người đàn ông coi mình như mà một cái miếng bánh miễn phí, hay là một cái chợ, thích thì đến, không thích thì đi như thế nhá. Tình cảm của em, giá trị của em phải thể hiện ra thì em mới được trân trọng nhá. Em mà hạ thấp mình thì không đời nào người đàn ông người ta trân trọng em. Cho nên phải nhớ điều này. Bây giờ hãy để anh ấy đi đi, đừng níu kéo, đừng liên hệ gì nữa. Sống cuộc sống của mình, hướng tới một cái tương lai là mình sẽ có hạnh phúc với một người đàn ông trân trọng mình, yêu thương mình, nghiêm túc với mình, xây dựng một cái kế hoạch tương lai với mình.
Còn anh này, anh ấy nhìn thấy em đang đi trên con đường hạnh phúc của em, mà nếu anh ấy muốn tiếp tục ở bên cạnh em nữa, anh ấy phải chiến đấu, anh ấy phải phấn đấu để giành được cái quyền được ở bên em, được đồng hành với em. Mà lúc đấy em sẽ xem xét xem tất cả những điều anh làm ấy, em có nên cho anh cơ hội hay không. Và nếu như em cho anh ấy cơ hội thì hãy bày tỏ cái yêu cầu của em trong tình yêu đi. Em cần phải được tôn trọng và được nghiêm túc như thế nào. Còn nếu anh thích thì anh đến xong rồi vài hôm anh đi ấy, thì thôi anh đi luôn khỏi cuộc đời em đi. Em không cần một người yêu như thế. Đấy là những điều em phải nói, phải bày tỏ quan điểm em muốn như thế nào. Em không chia sẻ với người ta, em không chia sẻ cái tiêu chuẩn của em, làm sao người ta biết để người ta đáp ứng những tiêu chuẩn đấy nào nhá. Cho nên là việc mình có quan điểm, mình có những mong muốn, cái hướng đi của mình trong tình yêu mình phải chia sẻ với người ta. Cùng hướng đi với mình thì họ sẽ đồng hành cùng mình. Còn không cùng hướng đi mà người ta chỉ thích là cuộc đời cái lêu lổng lông bông, xong rồi cứ chạy theo cảm xúc nhất thời, không có một cái trách nhiệm gì đối với tương lai và với người phụ nữ của mình, thì thôi anh hãy bước ra khỏi cuộc đời em đi nhá. Hãy mạnh mẽ lên, hãy xem thêm nhiều video của chị để thu hút về cuộc sống của mình, đặc biệt là những cái video về luật hấp dẫn ấy, để rồi em sẽ cuốn hút về cuộc đời mình những cái thứ mà mình muốn ở trong đời, và kể cả một người đàn ông lý tưởng dành cho em nữa nhá. Chứ không phải là hạ thấp giá trị của bản thân để rồi ở bên cạnh một người đàn ông không biết trân trọng mình như thế này nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.